Thiên mộc lan là loại cây thân gỗ, ưa ánh sáng bán phần, toàn phần, thích hợp làm cây trang trí nội thất, văn phòng. Nhân giống cây thiên mộc lan chủ yếu bằng phương pháp cắt cọc dâm cành. Với thiết mộc lan, ta cắt bằng phần thân, không cắt chéo như các loại cây khác. Sau đó, bôi trực tiếp thuốc kích thích da rễ vào phần cắt. Dâm xuống cáp. Tưới nước. Ta nên di chuyển chậu cây vào một chỗ mát, tránh ánh sáng trực tiếp của mặt trời và mùa đông tránh sương. Sau một thời gian, cây ra mầm, ra rễ, ta tiến hành chuyển cây vào chậu đất. Nhổ cây lên, ghép theo sở thích của mỗi người. Khi cây đã được ghép xong theo sở thích của mình, ta tiến hành chuyển cây vào chậu. Dùng mảnh xanh đặt vào lỗ thủng dưới đáy chậu. Cho một lượt đất xuống đáy chậu. Sau đó đặt cây vào chậu. Tiếp tục cho đất. Tưới nước đủ ẩm.